Ok, rồi chào anh em. Ok, hôm nay mình sẽ bổ sung thêm công cụ thứ sáu giúp kiểm tra mức độ dành cho các bạn đã donate. Ok mà, thì đầu tiên đó là mình chọn hết các điều kiện. Rồi. Ok, tham vấn giữa và kết thúc lệnh. Rồi. Ví dụ ở đây chúng ta muốn kiểm tra móng đúng không ạ? Rồi ví dụ mọi người sẽ thấy trong đây ví dụ các những cái móng là chung cái tên này. Ok, nhưng mà khác tiết diện. Thì trong quá trình làm thì chúng ta sẽ có một số sơ sót gì đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Để làm chi? Cái thứ nhất đó, là nó sẽ những cái nào mà móng chung một tên đó, nó sẽ để chung màu để chúng ta dễ phân biệt. Rồi cái thứ hai đó là những thế nào tiết diện khác nhau nhưng mà số lượng ít đó, thì tại vì đa phần sai là sai phần ít chứ ít khi nào mà sai phần nhiều. Ok mà đó, cho nên đó là ví dụ trong hàng loạt cái móng như thế này thì nó sẽ khoanh những thế nào có số lượng ít, thì tất nhiên nó khoanh để cho mình biết ví dụ sai số lượng nhiều thì chúng ta thể tự chỉnh được không ạ. Để nói chung là để phân biệt giữa những cái móng đây sai so với những cái phần đông của cái móng chung tên còn lại. Ok rồi đó, đổi tên rồi. Ví dụ chúng ta tiếp theo đó là kiểm tra móng xong, đổi tên tiết diện rồi xong xuôi hết rồi. Rồi chúng ta tới kiểm tra dần. Chúng ta chỉ việc bấm vào đây. Lấy cái tên này thôi. Rồi. Cái phần này. Ok đã. Đó. Thì tự động những thằng nào mà nó chung tên á thì sẽ chung màu đúng không? Tất nhiên chỉnh màu ở đây. Ok, chỉnh màu ở đây. À, bán kính cái hình đây muốn to nhỏ thì nằm ở đây. Ok nhé. Rồi. Cái đường màu sắc đây thì nằm ở đây. Ok rồi. Đó thì những thằng nào mà tiết diện khác nhau này thì tự động nó sẽ khoanh cho mình để mình biết những thằng đó tiết diện khác nhưng mà đối với những thằng chung tên kia thì đột nhiên nó khác, cho nên đó là mình sẽ có phần là đi kiểm tra lại. Ok mà còn chưa chắc là thằng nào đúng thằng nào sai nữa. Rồi làm xong rồi, ví dụ xóa xong hết rồi thì chỉ việc ok, tức là xóa thôi. Ok. Rồi, ví dụ đối với sàn thì sao? Ở dưới dành cho sàn. Phải web select multi. Web cho sàn. Ok. Rồi. Thì á ở trong đây á là những thằng nào mà sàn thì sao? Ví dụ chúng ta trong một sàn á thì chúng ta sẽ phân biệt được là sàn chuẩn với sàn âm. Đúng rồi, sàn âm là sàn dương gì đó, so với cao độ sàn chuẩn thì nó sẽ sao nó sẽ đánh màu hết, đổi màu hết để chi để mình phân biệt được trên mặt bằng sàn nó ra sao, dễ hình dung hơn. Ok mà đây tất nhiên đổi màu, đổi màu đây đó, ok rồi. Thì nó sẽ giúp chúng ta quản lý mô đồ dễ hơn, trực quan hơn, dễ hình dung, kiểm tra sai sót đối với các lỗi cơ bản như thế này. Ok mà đổi màu để cho mô đồ hậu kỳ cho nó dễ. Ok chứ. Rồi cảm ơn anh em đã donate ha. Rồi chào anh em.